đã cha khó. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 37 từ với phần tiếp theo của bài 11 quyển 1. Đầu tiên hãy cùng nghe và nhắc lại cách nói tên Ái Đức Hoa. Ải tứa khóa. Ải. Ải. Tứa. Tứa. Khóa. Khóa. Ải tứa khóa. 爱德华爱图· k 爱 ó a 他叫爱德华。他叫爱德华。爱兰·爱德华。谁是爱德华？谁是爱德华？